Anh em có nghe gì không? Ở tiếng nhạc sập sính này mình làm việc không thể tập trung được. Nên mình quyết định hôm nay sẽ mang bộ PC của mình ra ngoài làm việc xem như thế nào. Mình sẽ mang theo hai cái màn hình và một bộ case mang ra ngoài. Trước khi mình phải xin phép sếp ạ. Sếp hôm nay cho em làm việc ngoài trời tí cho nó thoải mái sếp nhá. Ngoài này ổn quá. Dạ anh mày, cháu được đâu? Xin sếp mãi cuối cùng sếp cũng đã cho mình ra ngoài làm việc rồi. Anh em thấy không? Kiểu người ta ra ngoài làm việc người ta mang theo laptop này, xong để ngồi ta chơi game hoặc làm việc. Bình thường quá đúng không? Mình phải đặc biệt lên, an phát là phải đặc biệt. Mình nghĩ chắc là mình là người đầu tiên mang cái bộ hẳn một bộ PC to như thế này ra ngoài làm việc. Thì đây là nhân vật chính của chúng ta, một bộ case toàn bộ các linh kiện đến từ MSI. Cụ thể như nào thì đợi một chút nữa thì mình sẽ nói về các thông số cũng như là phần cấu hình của bộ PC này. Và đây là hai mẫu màn hình nữa. Hai mẫu màn hình này được mình mượn của ông chú ở bên Acer. Thì thông số cũng một chút nữa đi. Một mẫu bàn phím cơ, chơi game làm việc với mình không thể thiếu được bàn phím cơ. Bàn phím cơ thì mình sẽ chọn một cái bàn phím cơ Redswick. Thì link của bàn phím mình sẽ để phần mô tả với đồ. Bàn phím cơ này đang được khuyến mãi bên Alpha đấy. Và một con chuột EU nữa. Và đây là một cái điện thoại được mình chuẩn bị riêng, chỉ là WhatsApp Wi-Fi thôi. Anh em thấy đủ sang chảnh chưa? Wi-Fi ngoài quán cà phê yếu lắm. Trước đi vào phần trải nghiệm đi, thì mình sẽ nói một chút về phần cấu hình của PC mình đang có ở đây. CPU được mình lựa chọn là Ryzen 5 3600, 6 x 12 luồng. Đây là một mẫu CPU theo mình thấy là có hiệu năng chiến thành rất tốt đến từ AMD. Và trải nghiệm sử dụng mẫu CPU này cũng rất tốt. Mình không gặp bất kỳ một lỗi là một lỗi vặt nào trên mẫu CPU này. Bo mạch chủ là D450 Tomahawk Max. Đây là một trong những mẫu bo mạch chủ bán chạy nhất của MSI. Anh em không phải lo lắng về bất kỳ trên mẫu bo mạch chủ này. Tản nhiệt cho VRM cẩn thận này, 4 khe RAM, khe PCIe 16X bọc thép để chống cong vênh. Vì sao mình lại lựa chọn bo mạch chủ B450 Tomahawk Max? Bởi vì khe, như mình đã nói vừa rồi, khe PCIe 16X được bọc giáp vì mẫu quạt đầu ạ RX56XT của GamingX ấy, nó nặng cực kỳ luôn anh em ạ, nó siêu nạc luôn. Hệ thống heat sink tản nhiệt, gọi là nói là nó quá dày luôn, đảm bảo hiệu năng tản nhiệt vô cùng mát. Và vì nó nặng như vậy nên tất nhiên rồi, khe 16X phải bọc giáp thì mới đỡ được chứ. Và hai thanh RAM với tổng dung lượng là 16GB, đảm bảo cho tất cả các nhu cầu sử dụng. Và hai thanh RAM này đến từ Dell RGB, màu mè một tí đúng không? Cây mà không có tí màu mè để hơi kém. Và nguồn mình lựa chọn là 600W công suất thực, một SSD đi kèm 240GB. Và vỏ cây, vỏ cây anh em thấy quen không? MSI Vampiric. Vỏ cây này được mình giới thiệu một vài lần ở trên kênh Anh Phát rồi đấy. Mình sẽ giới thiệu về thông số của hai mẫu màn hình này. Đây là mẫu màn hình Acer Predator XB3. Còn đây là mẫu màn hình Acer Nitro VG2, hai mẫu màn hình có thông số y hệt nhau, đều kích thước là 25 inch, độ phân giải Full HD, hỗ trợ G-Sync, mặt tấm nền IPS, độ trễ có thể lên đến 0,5 giây và tần số quét là 240Hz. Điểm khác biệt lớn nhất đó trên mẫu màn hình đến từ Acer Predator này có độ linh hoạt cao hơn khi so với mẫu màn hình Acer Nitro. Đấy, anh em thấy mình có thể đưa lên đưa xuống và làm tất cả các động tác đều rất là thoải mái. Đây là điểm khác biệt lớn nhất của hai mẫu màn hình này. Vậy là anh em đã nắm rõ toàn bộ các thông số của bộ cây MSI siêu đẹp này và thông số của hai mẫu màn hình này. Anh em mà nhìn mình chơi game chắc cũng chán lắm ấy, nên mình quyết định mời lên một bạn nữ vô cùng xinh đẹp để chơi game thay mình. Và mời bạn nữ vào đây. À không không anh ơi, nữ không phải anh nữ, ra. Và mời bạn nữ về đây. Xin chào các bạn. Nhưng em có thể thấy thì thằng ôn kia nó đang đi làm một số việc cá nhân rồi. Vậy thì hôm nay mình sẽ test game cho các bạn xem, vậy các bạn hãy theo dõi cùng mình nhé.